thưa quý vị và các bạn dưới nhân đề bài viết bản đồ quy hoạch thủ thiêm không có hay bị phi tang bài viết của blogger phạm trí dũng được đăng trên trang voa tiếng việt sở quy hoạch kiến trúc sở tài nguyên môi trường hay ủy ban nhân dân thành phố sài gòn đã khiến bản đồ gốc quy hoạch đô thị mới thủ thiêm biến mất từ nhiều năm qua bất chấp việc mới đây người phát ngôn của chính quyền Thành phố Sài Gòn, ông Võ Văn Hoan cho rằng bản đồ trên chỉ là chưa tìm thấy chứ không phải là bị mất. Song, độ dài thời gian biến mất của bản đồ này đã khiến dư luận xã hội không thể không bật lên dấu hỏi. Liệu đã có một bàn tay hay thế lực bí ẩn nào đó đã cố ý đánh cắp bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm và phi tang nó nhằm mục đích đen tối nào đó? Người dân Sài Gòn còn nhớ như in nụ cười của Võ Văn Hoan vào lúc ông Hoan thay mặt Ủy ban dân thành phố Sài Gòn đến hiện trường vụ cháy trung cơ cao cấp Carina ở quận 8 vào đầu tháng 4 năm 2018 và đã gây ra cái chết của 13 cư dân. Vào thời điểm đó, trong không khí tang tóc và trước một rừng ống kính phóng viên, không hiểu sao ông Võ Văn Hoan lại cười tươi như vậy. Vụ biến mất của bản đồ gốc kỳ hoạch Thủ Thiêm lại lồng trong bối cảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã phải thừa nhận có ít nhất 800 tài liệu thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước đã bị lọt lộ trong những năm qua. Rất có thể trong một thời gian dài, bản đồ gốc kỳ hoạch Thủ Thiêm đã được chính quyền thành phố Sài Gòn, chính phủ xếp vào loại tài liệu bí mật mà không thể công khai. Tương tự vụ mobile phone mùa AVG, với phát lộ gần đây, trong đó có tình tiết lãnh đạo Bộ Công an chấp thuận đưa vụ mua bán này vào danh mục tài liệu bí mật mà do vậy không thể công khai cho công luận và xã hội. Không công khai quy hoạch và bản đồ quy hoạch lại là một thứ bệnh ung thư của chế độ độc đảng và các nhóm lợi ích khi luôn tìm cách bưng bít thông tin, kế hoạch và đền bù giải tỏa để trục lợi khủng với giá bán đất ra thị trường cao gấp 10 đến 20 lần so với mức giá đền bù cho dân. Trong vài trăm điểm nóng khiếu kiện đất đai ở Việt Nam mà thanh tra chính phủ thường thống kê, làn sóng khiếu kiện và tố cáo của dân thủ thiêm thuộc loại bi phận nhất, dày đặc nhất và kéo dài lâu nhất cho tới hôm nay, kể từ khi một quyết định phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được chính phủ ban hành vào năm 1996. Không công bố bản đồ quy hoạch, một trong rất nhiều nội dung khiếu tố của nhiều hộ gia đình trong số 15.000 dân ở Thủ Thiêm. Các cấp chính quyền từ quận 2 đến Ủy ban nhân dân thành phố đã có quá nhiều dấu hiệu dấu biệt bản đồ kế hoạch thủ thiêm trong suốt một thời gian dài. Nhưng sau áp lực liên tục của dân oan thủ thiêm, thanh tra chính phủ đã phải cử một đoàn thanh tra về quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án khu đô thị mới thủ thiêm. Chính người dân thủ thiêm đã phát hiện ra là chính quyền đã giải tỏa quá hàng trăm hecta đất của nông dân. Theo tố cáo của dân oan thủ thiêm. Trong khi bản đồ người dân trưng ra thực tế diện tích đất chỉ có hơn 500 hecta thì bản đồ có tới 605 hecta của chính quyền tính luôn diện tích nhà đất của người dân. Có nghĩa là diện tích giải tỏa thêm có thể lên tới 150 hecta và do đó đã đuổi thêm nhiều người dân thủ thiêm ra khỏi nơi ở cũng như nơi sinh sống, sinh nhai duy nhất của họ. Thủ Thiêm là một khu vực được giới bất động sản Sài Gòn xem là cực kỳ đắc địa, là khu đất vàng. Chỉ cách khu trung tâm quận nhất có 300 thước bề rộng mặt sông Sài Gòn. Vào thời điểm công bố đền bù lần đầu tiên cho dân, giá đền bù chỉ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một thước vuông đất, trong khi giá thị trường khi đó đã lên tới vài chục triệu một thước vuông. Còn hiện thời, giá thị trường năm 2018 đã vọt lên hàng trăm triệu đồng cho mỗi thước vuông ở đất Thủ Thiêm với mức giá đó và ứng với khoảng 150 hecta đất giải tỏa lỗ mà hoàn toàn có thể xem là giải tỏa ăn cướp. Các doanh nghiệp đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm và giới quan chức ăn theo có thể thu lời ngay trong riêng tiền tranh lệch đất ít nhất là 140.000 tỷ đồng, tương đương với 6 tỷ USD. Một trong những quan chức bị dân oan Thủ Thiêm tố cáo ghê gớm nhất là ông Lê Thanh Hải, chủ tịch và sau đó là bí thư thành ủy Sài Gòn từ khoảng năm 2000 đến tận cuối năm 2015. Lê Thanh Hải có những biệt danh chính trị như anh hai Sài Gòn, lãnh chúa gia định và cả một biệt danh nhân dân dã và dân oan thủ tiêm đặt cho là Hải Heo. Từ nhiều năm qua, Lê Thanh Hải cũng được cho là một trong những quan chức tham nhũng nhất và giàu có nhất Việt Nam. Một trong những vụ tai tiếng nhất của Lê Thanh Hải là cướp đất vàng ở Thủ Thiêm. Vào thời đó, người được xem là đệ tứ ruột cộng Hải là Tất Thành Cang, là bí thư quận 2, đã có nhiều biểu hiện tiếp tay và rất đắc lực cho các nhóm lợi ích để cưỡng chế, đẩy đuổi dân nghèo Thủ Thiêm ra khỏi mảnh đất duy nhất của họ. Đất vàng Cùng số lợi nhuận khổng lồ trên đã biến thành nguồn cơn khiến chính quyền Sài Gòn và quận 2 tiến hành chiến dịch cưỡng chế di rời đối với nơi đây trở nên tàn bạo và đẫm máu nhất trong các vụ cưỡng chế di rời dân oan ở Việt Nam. Chiến dịch trên kéo dài trong nhiều năm trời đã dẫn đến nhiều cái chết của dân oan thủ thiêm nhưng lại tuyệt đối không được bất cứ cơ quan chức năng nào tiết lộ và cũng không được báo chí nhà nước nào công bố. Một nạn nhân điển hình của nạn cưỡng chế trên là gia đình bà Nguyễn Thị The. Chồng và con trai của bà The đã treo cổ tự vẫn vì bị cưỡng chế, ruồng bỏ. Không chỉ đẩy đuổi dân, chính quyền và công an còn kéo theo quân, phá sập và úi sạch chùa liên trì ở quận 2, một cơ sở thờ tự lâu đời của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cùng với chùa liên trì, dòng mến Thánh giá thủ thiêm ở quận 2 đã từ nhiều năm qua nằm trong danh sách đối tượng giải tỏa cho dù cơ sở công giáo này đã có lịch sử tồn tại đến 178 năm và được khá nhiều tổ chức quốc tế và tôn giáo lẫn chính trị, môi trường quan tâm chia sẻ. Trong chiến dịch giải tỏa, dòng mến thánh giá thủ thiêm đặc biệt mang tính lấy thịt đè người vào năm 2015, chính quyền thành phố Sài Gòn và quận 2 đã cử những quan chức cấp thấp đến dòng mến thánh giá thủ thiêm để vừa chiêu dụ vừa đe dọa các sơ. Sau đó, một lực lượng đông đảo lên đến vài trăm người, vừa công an vừa dân phòng cùng các hội đoàn nhà nước đã bao vây cơ sở dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm như một thủ đoạn tạo áp lực nặng nề về tâm lý để khiến các sơ hoặc phải tự nguyện rời bỏ mảnh đất rộng nhiều hecta có giá trị trường đến hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông này hoặc phải chấp nhận một đơn giá bồi thường đất đai rẻ mạt của chính quyền cũng vào năm 2015, nghe nói chính quyền Sài Gòn đã cân lên đặt xuống giữa chùa Liên Trì và dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm xem cái nào giải tỏa trắng dễ hơn. Vào đầu năm 2018, Ủy ban dân thành phố Sài Gòn với người đại diện là Chủ tịch Nguyễn Thành Phong bất ngờ chấp thuận phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng toàn bộ 9 lô đất thuộc khu chức năng số 2 của khu phố khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, nội dung yêu cầu các đơn vị liên quan có phương án di rời những cơ sở tôn giáo trong khu đô thị này. Nhà thờ Thủ Thiêm, dòng mến thánh giá Thủ Thiêm cũng như thu hồi đất của trường tiểu học Thủ Thiêm để bàn giao cho nhà đầu tư thi công tuyến đường ven sông và công viên bờ sông theo đúng tiến độ. Tức nhà thờ Thủ Thiêm dòng mến thanh giá thủ thiêm và một trường học của nhà dòng sẽ nằm trong số 9 lô đất vàng sắp được mang ra bán đấu giá lần đầu tiên tại Sài Gòn. Trong lúc quốc nữ tư, dòng mến thánh giá thủ thiêm hoàn toàn không được thông báo gì về kế hoạch di rời trên. Sự biến mất của bản đồ, quy hoạch, khu đô thị mới thủ thiêm càng tạo nhiều điều kiện để chính quyền và các nhóm lợi ích lấp liếm rằng dòng mến thánh giá thủ thiêm nằm trong quy hoạch giải tỏa. Thế nhưng Linh Mộc, Lê Ngọc Thanh, người phụ trách về lĩnh vực truyền thông của dòng chúa cứu thế Sài Gòn đã nói với đài VOA Việt ngữ rằng quyết định quy hoạch giải tỏa nhà thờ và tu viện ở Thủ Thiêm có quá nhiều vấn đề khuất tất và cần phải được bàn thảo. cho quy hoạch ban đầu mà Thủ tướng phê duyệt không có quy hoạch nhà thờ và đất của tu viện nhà thờ và tu viện hoàn toàn nằm ngoài quy hoạch, Linh Mục Lê Ngọc Thanh cho biết. Rõ là tiền vất trên hết dòng mến thánh giá thủ thiêm, tọa lạc trên một vị trí sát sông Sài Gòn, nhìn thẳng sang khu vực trung tâm quận nhất, quá đủ để khiêu gợi con mắt thèm thuồng của những đại gia và quan chức. Đất và đô la và hứa hẹn có biết bao nhiêu là lợi lộc nếu ai đó chiếm được diện tích này lại lọt thóm vào trong quy hoạch dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm mà chính quyền luôn lấy cớ quy hoạch để giải tỏa đất tôn giáo. Nhiều thông tin cho biết chính quyền quận 2 đứng đằng sau là chính quyền thành phố mà người đại diện chính là phó bí thư thường trực thành ủy Tất Thành Cang cùng những tổ hợp nhóm lợi ích sẽ hướng một nguồn lợi trực tiếp và khổng lô từ việc giải tỏa dòng mến thánh giá thủ thiêm. Hãy nhìn lại cuộc đến thăm ngày 10 tháng 2 năm 2018 của Nguyễn Thiện Nhân, một ủy viên Bộ Chính trị và là bí thư thành ủy Sài Gòn, tại dòng mến thánh giá thủ thiêm. Khi đó, có ý kiến đánh giá rằng Nguyễn Thiện Nhân lại là người thuộc trường phái chính trị gia cố thủ, vốn hết sức hận trọng với các giao tiếp nhạy cảm chính trị và càng tránh những hoạt động bề nổi chẳng có lợi gì cho mình. Do vậy, cuộc thăm dòng mến thánh giá thủ thiêm của ông nhân vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2018 đã cho thấy cơ sở tôn giáo này tạm an toàn. Nhưng giờ đây, có vẻ đó là một sự tráo trở Nguyễn Thiện Nhân, người đang trở thành ứng cử viên số 1 ngồi vào ghế chủ tịch nước thay cho Trần Đại Quang tại hội nghị Trung mương 7 vào tháng 2 năm 2018. Theo rất nhiều tin tức trong và ngoài nước gần đây, rất có thể đã thực hiện cuộc viếng thăm dòng mến thánh giá Thủ Thiêm như một động tác thăm dò mị dân và đánh lạc hướng để sau đó quay ngoắt và thanh minh. Tôi không biết vụ giải tỏa nhà dòng này.